Ai đã từng một lần đến khu rừng U Minh mà chưa được thưởng thức món đặc sản cá lóc nướng chui? Đó là một điều rất lãng phí. Thực sự như vậy đúng không ạ? Có phải rồi. Vâng, và hôm nay tôi cùng anh Bình là người dân địa phương ở đây sẽ vào khu rừng U Minh và bắt loại cá này. Wow, cánh đồng ở đây nhìn đẹp quá, như kiểu trong những bộ phim mình đã từng xem ấy. Ơ anh Bình ơi, thế cho em hỏi hàng ngày anh có hay vào rừng U Minh bắt cá lóc không anh? Mỗi ngày anh có đi quận hoặc hai ngày đi quận tới cử lọt mình dở ra. Thế anh có bắt được nhiều không anh? Chủ yếu là mình để ăn hay là mình cũng là để ra ngoài bán? Những lúc mình bắt hơi nhiều thì mình cũng bán nước mắm nước màu. Còn bình thường thì chắc cũng đủ ăn hàng ngày. Thế ở đây ngoài cá lóc ra thì mình còn bắt được những loại cá nào nữa? Cá gô, rồi cá thắt lát, cá bổi. Rồi bây giờ tới trước đây nè, chỗ này là con cá mà cái nó bịch nè, con cá nó vừa ở đây nè, em đặt lợp đây là dính nè. Thế mình không cần cho mồi vào trong hả anh? Cá nhiều mà đâu cần mồi đâu. Ồ, cá U Minh nhiều quá không cần mồi. Thế sau khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ quay lại mình kiểm tra những cái bẫy của mình ạ? Khoảng chừng 2 tiếng hồ sau là nó hết động, có mấy khả năng cá vô được. À, 2 tiếng đồng hồ nữa. Thế anh em mình tranh thủ đi một vòng kênh này đi. Em thấy con kênh này rất là đẹp đấy. Sau 2 giờ đồng hồ, tôi và anh Bình quay lại kiểm tra những chiếc lọp đã đặt. Chắc chắn là cái này có cá rồi, em thấy nó rung rất là mạnh. Rồi, wow. Rồi. À, được 4 con. À, ôi, những 3 con này, ôi, anh. Ây à, nó vấn nước ở mặt em rồi. À, 3 con này to, ô, còn lẫn cả một chú cá rô bên trong nữa. Ôi, mớ này thu hoạch đậm rồi. Anh Bình ơi, em lấy được một đống rơm rồi này. Chỗ này đã đủ dùng chưa anh? Rồi, được rồi, được rồi. Cá đó nướng chín rồi đó. Nướng những con cá này thì mình sẽ nướng như nào anh? Cá em dựng đứng lên gì? Cầm cho nó chắc xuống. Cứ dựng thẳng cái này lên. À, đừng cho nó lật là con cá nó không có chín được hai bên. Vâng. Xong tới giai đoạn là nó có than bằng gôm á, than gôm á. Là nó nóng, nó chín từ từ là nó chín đều con cá hết. Tại sao mình lại nướng cá này mình dùng rơm ấy? Mình có thể nướng trên bếp hay là trên than thì liệu nó có chín được không ạ? Trên than thì nó khác, còn trên cái mùi vị của cái gôm này nè. Nó nướng con cá nó khô, cái dãy ngoài nó cái giữ cái độ ngọt ở trong con cá nó rất ngon. À, thì đúng là đặc sản cá lóc nướng chui đấy. Cò tai bóc. À, 1, 2, 3. Đó. À. Đó. Quá. Không. Bây giờ mình sẽ lấy này cạo ra. Cạo chui à, không cạo ngược, nhẹ. Cạo chui chứ đừng cạo ngược. Vâng. Ôi, mùi cá nướng thơm quá. Rồi, cạo rất nhẹ. Wow. Rồi. Bóp thử cá coi. Bóp mềm. À, cá rất là mềm. Sau nhiều giờ đi đánh bắt cá trong rừng U Minh và thực hiện công đoạn nướng chui cá lóc thì bây giờ tôi và anh Bình sẽ cùng nhau ta thưởng thức thành quả của mình anh nhỉ. Thế sau này là rau gì anh? Này là cái lá cách nè. Còn này là tàu bay tôm thất nè. Là cây gừng. Củ gừng không đó. Rau cũng rất là lạ. Mình phải ăn gì mới nó mới ngon nè. Cho miếng rau một rồi. Để miếng cá vào rồi. Chấm muối ớt. À, chấm muối ớt vô. Rất ngon. Nghe khoang miệng không? Đó. Đúng rồi. Là cảm giác rất là đầy miệng và cá nó thơm quyện trong mồm với rau. Nào, ngon quá. Em bây giờ mê món cá lóc này. Cứ mỗi ngày sống trong rừng U Minh thì tôi lại phát hiện ra thêm nhiều điều hấp dẫn và hy vọng rằng sẽ còn nhiều điều thú vị như thế nữa đang chờ đợi trong cuộc hành trình tiếp theo của tôi.